đồn, fan tung bằng chứng tố lây của EXO hãm hại bạn bè bán đứng Hoàng Tử Thao. Thời gian vừa qua, câu chuyện về một vài người hâm mộ của Trương Nghệ Hưng quay lưng thoát khỏi fandom và quay lại bóc phốt thần tượng gây xôn xao trên mạng xã hội xứ Trung. Mới đây nhất, một câu chuyện động trời hơn được những cựu fan này tiết lộ khiến cư dân mạng không khỏi băn khoăn và đưa ra nhiều tranh cãi xung quanh nhân cách thật sự của Trương Nghệ Hưng. Theo đó, một loạt tin nhắn được đăng tải trên mạng xã hội được cho là fan cứng của Trương Nghệ Hưng nhưng nay đã rời bỏ fandom, tiết lộ những chiêu trò xấu xí mà Trương Nghệ Hưng dành cho Hoàng Tử Thao. Trong loạt tin nhắn kể lại rằng, năm đó khi Hoàng Tử Thao vẫn còn là thành viên của EXO, đã cùng Trương Nghệ Hưng bàn điều kiện với SM về việc tự do phát triển ở thị trường Trung Quốc. Trương Nghệ Hưng khi đó một mặt đã đồng ý sẽ giúp Hoàng Tử Thao đứng về phía cậu ấy, nhưng mặt khác lại nhờ người của mình đến gặp riêng cấp cao của SM nói chuyện, hứa sẽ luôn trung thành với công ty. Người này giải thích, sở dĩ Trương Nghệ Hưng làm vậy là vì sợ Hoàng Tử Thao vừa có tiền vừa có tài nguyên, trong tương lai sẽ đè chết mình nên đã đi cửa sau, dần dần đào hố chôn người anh em cùng nhóm. Hoàng Tử Thao lúc đó vẫn chẳng hề hay biết, cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, chỉ chờ ký hợp đồng theo như thỏa thuận từng bàn bạc với Trương Nghệ Hưng. Sau mới vỡ lẽ ra phía SM không đồng ý và công ty cũng chỉ cho phép Trương Nghệ Hưng được hoạt động tại Trung Quốc. Kế đó, bà của Hoàng Tử Thao cũng tới bàn bạc với cấp cao của SM, cố gắng thương lượng nhưng đều không thành công. Về phần hoạt động trong EXO, Hoàng Tử Thao được chia phần rất ít, thời gian ký hợp đồng lại dài. Bản thân Hoàng Tử Thao cũng bỏ không ít tâm tư cho công việc và cả EXO nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Vậy nên sau cùng, Hoàng Tử Thao giải ước hợp đồng cùng SM, cho dù điều kiện ra tòa rắc rối hàng năm trời vẫn quyết về lại Trung Quốc làm việc. Cựu fan này kể tiếp rằng trước đó Hoàng Tử Thao cũng từng đăng tải Weibo, nói là trong việc này có chuyện không thể nói và người này suy đoán có lẽ chính là chuyện của Trương Nghệ Hưng đã âm thầm hại anh từ phía sau. Không chỉ nhắc tới câu chuyện năm xưa của Hoàng Tử Thao, Trương Nghệ Hưng cùng SM, người này còn tiết lộ thêm việc vì sao Hoàng Tử Thao chỉ trích Ngô Diệc Phàm lại lớn chuyện đến thế. Theo cựu fan cho biết, thực tế Trương Nghệ Hưng đã nhúng tay vào mua thêm thông cáo, đẩy chuyện lên cao trào khiến Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm không có cách nào bình tĩnh nói chuyện và giải thích rõ ràng. Và mãi tới gần đây, nhờ có Lộc Hàm đứng giữa làm cầu nối mà Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm mới có thể làm hòa với nhau. Sau loạt post do cựu fan đưa ra, nhiều cư dân mạng đã không thể tin nổi Trương Nghệ Hưng có thể xấu xa đến vậy. Fan của anh cũng vào bênh vực hết lời, cho rằng người kể lại mọi chuyện kia không thể tin được, bởi dù sao người này cũng chỉ là fan, khó có thể biết được từng chi tiết trong câu chuyện rời nhóm năm xưa của Hoàng Tử Thao. Còn bạn thì sao? Liệu bạn có tin câu chuyện này hay không và có nhận định gì về nó? Hãy chia sẻ cho Top Songwa được biết nhé!